afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình xin trở lại nhân vật bác sĩ cho các bạn cùng xem với bộ trang phục buồn rười rượi. Nhìn cái mặt rất là hề nhưng mà đặt tên cái bộ trang phục này là buồn, không hiểu nổi. Nhìn tế ước dã man luôn, kết hợp với cái hành động gọi là ăn bánh trung thu. Không biết là cái hành động này bây giờ còn không nữa, nhưng mà thật sự cái lúc mà nó ra cái nó ra cái phần thưởng này miễn phí hay sao ấy, rất là nhiều người dùng. Tôi không bao giờ lỗi thời luôn, thật sự. Những cái gì liên quan bác sĩ là thôi rồi đó. Nổi mà vẫn theo kiểu là không bao giờ lụi tàn, không bao giờ lỗi thời. Kể cả bây giờ cái bộ phiêu bạt, rất là nhiều bạn cũng rất là mong chờ nó quay trở về, đúng không? Nhưng mà đợt này chắc là hơi xa, hơi lâu á. Hôm nay là thứ mấy rồi? Thứ tư rồi hả? Mọi người thấy á, thời gian trôi nhanh kê, vừa gì chưa gì chuẩn bị hết nửa tuần rồi. Rồi, vô thôi. Nhìn thì rất là hề nhưng tên lại buồn, không hiểu nổi. Rồi, spawn đây không biết là ở đâu nhưng mà trước mắt có Rimu mọi người ơi. Đâu Rimu đâu ra đây? À, Skinhead luôn. Thôi chết rồi, bị ăn hit rồi nha. Trời đất ơi. Ủa sao má đọc cái ván đó vậy má? Tốt ghê vậy đó. Ủa dám dùng con hầu của mình đập mình, không thể hiểu nổi. Ê mình cảm giác như là mình chơi không được ấy, thì mình để im cho người ta cai đi, đập cái ván xuống nhưng giống chặn đường người ta vậy đó. Không có nhu cầu, không có đủ tri thức, không có đủ level để nói chuyện với chị đâu ha. Giam con chó vô lãnh cung, xóa con chó liền. Trời ơi đuổi mẹ hả? Xóa con chó giùm. Rồi nghĩ sao mà đi đuổi bác sĩ, rồi xong rồi lấy hầu của bác sĩ đập bác sĩ hết chứ. Mới ra Skinhead đúng không? Mới ra Skinhead đi test đúng không? Biết ngay mà. Thương ghê vậy đó. 1000 chữ ký xóa Skinhead coi. Trời ơi nó đẻ nữa mọi người ơi. Phá đi chứ không phá là không nổi đâu ha. Đấy mọi người thấy khi mà mình chơi gặp Rimwick mà cai như thế này cảm giác rất là... Úi giời sao đánh trúng hay thế. Biến dụng. Cai Rimwick thì nhiều khi phải chặn đầu chặn đít nó bằng những cái ván, làm sao cho nó phải đổi hầu liên tục. Ủa con hầu đâu ra vậy trời. Để cho nó không thể nào nó sờ mó được gì mình. Rửa chim nè. Nó lô một bầy qua kìa trời. Mất hầu. Rồi nó lô một ổ đánh của nó sang đây, nó nói chuyện với tôi. Một ổ Taylor Swift mọi người ơi. Emote nè. Qua đây đi. Đổi bộ trợ đấy chứ. Linh hả? Tìm. Quá đã. Kê mốt của bác sĩ gì nó độc thật chứ. Hài dã man luôn á. Đấy cho nên là các bạn thấy sự khó chịu của top 1 gây ra đấy, cứ thả một cái lại đầy máu. Đâm ra là chơi nhiều khi cũng rất là khó chịu.
nhiều khi không đuổi nó hẳn hoi là bắt đầu lại đầy máu lại thì các bạn phải đuổi lại từ đầu. Còn như mấy con khác là các bạn phải đuổi nó phải kiếm người trị thương. Rất là khó. Trời ơi. Trời ơi. Đá máy má. Mới ra skin đúng không? Biết mà. Úi giời ơi. Đây đây để mình heal cho Melis. Cho anh Linh anh ấy heal cho mình để lấy sỏ. Heal 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 heal. Chiên cá má. Ra chơi nè. Ôi, quỷ tới. Ốn sọ kìa. Tàn đời vừa. Xóa trang phục con Rewick liền cho chị. Nếu không sẽ có chuyện. Vui quá à. Ôi đẻ nữa nè. Mình đang rất là muốn bộ trang phục này luôn á, nhưng mà tạm thời vẫn chưa đập cầu. Đang để dành đó. Sang tuần sau là hết mùa màng rồi. Vậy cho nên là hiện tại mọi người thấy là cũng nói chung là tích xuất sắc đi là vừa. Sang tuần thứ 5 tuần sau là bắt đầu mùa mới. Và cũng gọi coi như là bye bye cầu Rimu. Lụng cái đầu đó con quỷ. Đừng có đùa với nữ hoàng buồn nghe chưa. Cúc giùm. Ôi sao đập hai quá vậy. Xóa hầu đi cứu bé nè anh Linh ơi. Xóa. Hay quá tàn đời anh Rimu rồi. Biến giùm. Quỷ sứ. Làm sao mà đuổi được chị. May quá con hầu đó là con hầu. Bởi cho nên là mình hay dặn các bạn ấy là phải dùng cái con hầu chính hoặc là cái con hầu của cái đứa mà bị gục ấy, sách cho nó an tâm. Đây dùng ngay con hầu của người khác thế này bị xóa cũng vừa lòng. Thế đâm ra mình lại sống. Tàn đời anh Rimu. Khai đi. Ở đây có khai không? Tại sao dám đổi bộ trợ bất thường? Trả lời. Ở đầu hàng luôn rồi nè. Chiều à. Mời các bạn đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ là theo trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi mới quay trở lại trận đấu thứ hai với máu ký của Leo. Bộ trang phục này chơi yến hội thị nữ. Nay chơi skin B được mọi người. Trời ơi Jack. Không biết cai. Không biết cai con này, con Karate. Xong rồi lại con gì nữa. Kinh khủng, con Itamu nữa. Rồi nó lên nó hỏi thăm sức khỏe em rồi nè. Nó đâu rồi? Trời ơi. Quỷ tới. Thấy rồi. Nó không sợ ván luôn mọi người ơi. Chết em rồi, nó không sợ ván. Trời ơi, tán gió hay à. Tàn đời có bắt sục rồi. Trời, nó đi qua luôn mọi người ơi. Eo ơi. À, thôi thay em anh ơi. Hí. Ui, chịu. Quả này em chịu như quý gì. Nó lôi em như cái nùi dẻ vậy đó. Bộ em chưa đủ dơ sao mới lôi em nữa mọi người. Ai có lòng nhân từ cứu em đi. Em làm lại nè. Một máy cũng được chứ bộ. Không đến nỗi. Hai máy rồi mọi người ơi. Cũng không đến nỗi lắm.
cứu em làm lại nè. Kinh khủng, không biết cai. Nhưng mà cũng thôi, nếu mà cứu lại thì sẽ cố gắng làm lại ngay từ đầu, như những phút ban đầu. Hay quá, mất gió rồi. Cứu em. Kinh khủng. Sao mà nó cay nghiệt con bác sĩ vậy trời. Cái này không phải bác sĩ mọi người, bác sục. Nó là con bác sục. Đợt mùa mới này tới xong là chắc em đổi tên quá à. Em không có để tên của em nữa. Em sẽ cài lại một cái tên thái bọn nào đó để em cài vô đây. Có thể như là Johnny Rabbit nè, hay là Danny D, hoặc là ai nữa ta, rồi Johnny Sin, hoặc là Rafael Alenka chẳng hạn. Mỗi toàn idol giới trẻ không đó mọi người. Đừng có để bác sĩ nóng nha, không bác sĩ vô ăn tay một cái là quạt chứ hắn một cái đùng nghe chưa. Hay quá. Tiêm nè. Yeah. Trời ơi, nó đánh hay quá mọi người ơi, nó đánh gió kìa. Hay kinh khủng luôn ấy, không biết cay. Thôi, mày không heal nữa. Rất là mệt mỏi rồi. Quá mệt cái tinh thần này. Có mặt để làm gì? Ủa giờ mới biết sợ ván rồi ha. Blink qua đây bắt mẹ nè. Ôi bàn tay nó. Trời ơi, xương gió phủ đời trai. Kinh khủng. Ai hiểu em với? Trời ơi, hít bốc. Đúng là xương gió phủ đời trai mà kinh khủng ý được ấy. Rồi xong tàn đợi anh trái. Ủa sao nó không phá ván? Sao lừa vậy má? Tàn đời rồi đó. Hiện nguyên hình đi. Rồi xong. Cứ một bước nhảy vô cửa sổ là thấy buồn đời. Thấy thua rồi đó. Kích hoạt máy mã hóa luôn rồi kìa. Ôi, chọc bác sĩ hả? You think who you are? Answer my question. You think who you are? Question. Answer my question, believe. No, you are nothing in my life. Biết ông cờ không? Cờ Úc Cúc đó. Biến liền. Không có thân thuộc gì nhau hết trơn. Trời ơi, nó qua bên kia. Thôi mình qua cây thông nha. Cây thông gọi là Loen Chi đúng không mọi người? Hay là Sục Chi. Sục là thông đó. Còn cây thông là Chi Sục. Chi Sục là cây thông. Biến liền. Ủa đùa chứ cây thông là cái gì trời. Không biết luôn má. Không có một cái memory gì về cây thông hết trơn á. Chỉ biết là truy sụp. Vui quá nè. Trời ơi. Chị đứng trước cửa tử thập nhất sinh gì đó. 10 cửa tử gì đó. Thế là đâm ra bây giờ tỏa sáng trong thế giới này. Kinh khủng chưa quý vị? Quý vị có thấy em có mặc bộ này đẹp không quý vị? Sáu con Jack Mu giùm. Nó tị hiềm với con bác sĩ. Nó nên đi kiếm. Ủa nó tới. Ôi da. Đáo đề ghê vậy đó. Rồi vô coi mèo ú nu. Một rổ quả trên đầu. Cố lên Trang ơi. Nhiều khi tôi thấy tôi giả chân ghê, cảm xúc thất thường. Trên clip nói kiểu như ở ngoài không dám, không bao giờ nói kiểu đấy. Chủ yếu là mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười và cũng như là sự giải trí cho mọi người thôi. Hay quá. Đổi tông giọng nhiều khi cũng khá là hay để có thể là mọi người vui là được rồi đúng không? Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người với video sau. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye.